Rồi nè các bạn ơi, chả giò nè, bây giờ cắt thử coi ra thế nào nha. Con Phấn nó hồi hộp, nó không dám cắt nữa. Ôi, nghe róc róc không Phấn? Quá Ôi, trời luôn. ôi, đây, đỏ thanh long, vàng của xài, trắng của lê, táo, chuối Chuối. nữa. Đây nè các bạn. Trời ơi, thành công rồi Phấn ơi. Quá xuất sắc Quá xuất sắc, bây giờ ra luôn. dĩa ăn thử. Ăn với cái gì đây? Chấm gì? Tương ớt. Tương ớt với mayonnaise hả? Đây nè. Ok. Trời ơi, đây nè các bạn. Quá thành công. Rất là ngon luôn. Ở trong có độ bọng nên nó giòn ha. Xin chào tất cả cô chú anh chị nha. Hôm nay gia đình mình sẽ tập làm món là chả giò trái cây. Mình có chuẩn bị các loại trái cây mà ưa thích đây nè. Gồm có lê nè, táo nè, xoài nè, thanh long ruột đỏ với lại chuối già. Đó. Những loại trái cây này thì mình có thể mình ưa thích món gì thì mình có thể là mình mua tùy sở thích nha. Còn các loại kèm theo để thực hiện gồm có nè: trứng gà, bột chiên giòn. Đây không thể thiếu bột chiên xù nè. Sữa đặc ông Thọ, tương ớt chiên su, rồi có mayonnaise. Và đặc biệt đây là bánh bía để mà mình cuốn chả giò nữa các bạn. Bánh tráng xốp. Rồi bây giờ thì hôm nay là đứa cháu của mình là Như Phấn sẽ thực hiện món này các bạn. Để tập làm thử coi chả giò trái cây có ngon hay không nha. Bây giờ bắt đầu thôi. Rồi bắt đầu đi Như Phấn ơi. Bây giờ mình gọt cái gì trước đây? Gọt chuối trước nha. Rồi bé Phấn là gọt chuối trước nè. Chuối này mình xắt hạt lựu hả Đúng rồi, xác hạt lựu. Phấn? Rồi, xong chuối bỏ vô tô. Rồi tiếp tục. Tiếp tục xe lại lên. Lê. Ngon quá. Lê cũng xắt hạt lựu luôn hả Phấn? Thì đúng rồi, mình xác hạt lựu luôn. Này lần đầu tiên tập làm thử không biết làm sao mà chắc ngon lắm ha. Đảm bảo chắc ngon ạ. Rồi như vậy là lê, phần lê đã xong, cho vô tô. Mới hai thứ làm này chứ cũng tốn công quá Phấn ơi. Quá là tốn luôn. Nồi sắt cái này thôi cũng mất thời gian á. Rồi bây giờ thì tới trái táo. Một trái thôi hả Phấn? Một trái thôi. Một trái chắc đủ rồi ha. Trái táo ra nhiều lắm á. Rồi táo cũng xắt hạt lựu luôn. Tập làm lần đầu tiên làm thử món chả giò trái cây hồi hộp không Phấn? Rất là hồi hộp. Không biết thành công hay Không không biết nữa. thành công hay không. Rồi táo đã xong. Rồi Phấn ơi, nãy giờ mới Còn được có ba thứ rồi Phấn ơi. rất là lâu Rất là lâu, phải luôn. tranh thủ nhanh lên. Rồi tiếp tục là trái gì? Trái xoài. Rau. Đây, ok. Rồi, xài đã xong. Bỏ vào tô Bỏ vào thôi. tô thôi. Là được 4 thứ. Còn một Một thứ. thứ cuối cùng đó là Thanh thanh long. long. Thanh long chắc mình không có xài hết trái đâu Phấn nha. Mình xài 1/3 trái thôi. 1/3 thôi, thì thanh long nó đỏ quá rồi, Đỏ nó quá. cũng màu nó sánh đậm lắm. Wow, Phấn ơi. Ôi ôi, thanh long quá hấp dẫn. Quá ngon luôn. Các bạn thanh long nè, xắt hạt lựu xong rồi thấy màu tươi ghê không? Rồi vậy là đã xong 5 loại. Cho giờ tô. Rồi các bạn ơi, sau một khoảng thời gian thì bé Như Phấn đã gọt xắt hạt lựu xong hết 5 loại trái cây rồi nè. Lê, táo, xoài, chuối với lại thanh long đỏ. Bây giờ 5 loại rất là đẹp đây. Bạn thấy không? Trái cây này thì không có liều lượng đâu. Gia đình của mình muốn ăn nhiều, ăn ít gì thì tùy theo loại thì mình sử dụng nhiều thôi nhé. Nhà mình hôm nay thì chỉ là sử dụng không có nhiều. Mỗi loại là chỉ sử dụng nửa trái thôi đó các bạn. Đây, bơm lê xoài cũng sử dụng có nửa trái, thanh long thì 1/3. Chuối thì hai trái. Ăn được một tô rồi đây. Rồi bây giờ bắt đầu công đoạn kế tiếp là chắc là mình sẽ trộn với lại nêm gia vị các loại trái cây này nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu trộn nêm gì bé Phấn ơi? Thêm một xíu muối, Một chút xíu muối thôi phải không? một xíu Rồi. tiêu Tiêu cho nó thơm phải cho không? nó thơm.
Rồi gì nữa? Xong sẽ tới sữa đặc. Mình sẽ tiếp theo mình sẽ bỏ sữa đó vào. Trời ơi, sữa đặc ông thỏ có đường. Bây giờ giống kem bánh răng quá ha. Bây giờ nó gây sữa mà tiện quá. Sữa đặc có đường, bây giờ cho cái tiếp giống như kem bánh răng rất là tiện. Rồi cái này là tùy theo sở thích, mình muốn ăn béo ăn ngọt nhiều thì mình bỏ sữa nhiều nha các bạn. Rồi. Ừ, chắc thêm một miếng nó đi Phấn ơi, em thử một miếng nó đi. Rồi. Sữa nhiều cũng ngon. Rồi. Ừ. Coi muối bọt một tí xíu muối bọt rồi nè, rồi tiêu lâm nhuyễn rồi nè. Đang tạo cái gì cay cay nồng nồng nó thơm. Sữa rồi thì sữa nó đặc béo. Rồi sữa đặc thì béo rồi, bây giờ tới mayonnaise. Mayonnaise rồi. Rồi. Mình sẽ chế mayonnaise vô. Bây giờ tiếp tục là tới mayonnaise. Mayonnaise chắc phải hơi nhiều quá Phấn. Cho nó ngon. Mayonnaise nhiều đặng nó có độ sệt, độ sánh ha. Chứ nó béo nữa, này cũng béo mà sữa thì nó được vị ngọt phải không? Sữa là vị mayonnaise ngọt. Mayonnaise thì nó mặn mặn. Ừ. Nó có vị hơi mặn mặn cái này nó béo. Được rồi nha. Rồi. Mình không đủ thì mình sẽ chế thêm. Rồi, bây giờ mình sẽ trộn đều. À. Màu đỏ của thanh long quá là nổi luôn. Nhìn thấy hấp dẫn rồi đó Phán. Ngon hay không thì không biết, nhưng mà thấy là thấy đẹp hấp dẫn rồi đó. Rồi đây nè các bạn, sau khi mà trộn đều tất cả các thứ xong thì thấy màu đẹp chưa? Nó có độ hơi sần sệt rồi nè. Nhưng mà cái này mình phải nên bỏ vô cái tủ lạnh ngăn mát một tí, một khoảng 5-10-15 phút để cho nó có độ sệt là dễ cuốn chả giò nè các bạn. Rồi các bạn ơi, trái cây trong khi mình bỏ vô tủ lạnh mình chờ cho nó hơi có độ đặc sệt đó, thì bây giờ bé Phấn sẽ tiếp tục là pha bột. Cái này là bột chiên giòn hả Phấn? Bột chiên giòn. Rồi. Rồi chắc được rồi Phấn ơi. Rồi tiếp tục là cho nước lạnh, nước nguội được bình thường vô được rồi các bạn. Pha cho nó có độ cho nó loãng ra. Rồi cái bột chiên giòn này là mình cho nước lạnh vô mình khuấy sao cho có độ hơi loãng loãng là được rồi các bạn. Đừng có đặc quá mà cũng đừng có lỏng quá, độ vừa đặn cho nó bám vô cái chiếc chả giò là được rồi. Rồi như vậy là được hả Phấn? Được. Bây giờ tới mình làm gì tiếp tục đây? Mình đánh trứng. Đánh trứng gà ha. Rồi ok. Rồi bây giờ trứng gà xài trứng gà công nghiệp hả Phấn? Đúng rồi. Rồi, mấy trứng đây? 2 trứng. Đó, 1 trứng. Đây. Đây 2 trứng thôi. Ôi, trứng gà ngon quá. Rồi, vậy là xong hả Phấn? Vậy là xong rồi, rồi. Đều rồi. Ok, rồi, giờ được trứng xong rồi. Trứng xong. Ở đây là bột chiên giòn có rồi, còn bột chiên xù đâu? Đây nè các bạn, cái này là bột chiên xù nè các bạn. Mình ra tiệm tạp hóa, mình chỉ nói bán bột chiên xù là người ta bán cho mình nè. Một túi gì có 6 ngàn á Phấn. Rồi bột chiên xù người ta làm sẵn ngon quá Phấn ha. Đúng biết rồi. Là làm từ nguyên liệu gì để mình nhìn thấy đẹp quá. Đổ ra hết đi Phấn ơi. Hết gói luôn đi. Wow. Một gói này hình như là 100 gram thì phải. Đúng rồi. Một gói bột chiên xù này 100 gram đó các bạn. Coi nè. Rồi nè các bạn, còn cái đây là cái là bánh bía. Bánh tráng xốp. Đây. Bánh tráng xốp đậu xanh. Là kêu bánh bía dành cuốn chả giò đó các bạn. Cuốn chả giò thì có hai loại là bánh bía là bánh tráng xốp đậu xanh với lại là bánh ghế. Nhìn ngon quá Phấn. Trắng mịn quá ha. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành cuốn nè các bạn. Rồi cho trái cây vào. Chắc trái cây chắc vừa thôi Phấn, nhiều quá chắc nó bị chả giò lớn nó bị bể bụng à. Rồi, cuốn nhanh đi. Thôi nó chảy nước. Cái này phải nhanh tay á. Không nhanh tay đừng nó chảy nước à. Đó. Đó. Đâu Phấn ơi. Rồi giờ bỏ vô bột liền phải không? Rồi. Bột xong. Qua trứng. Rồi lớp bột. Lớp bột thì mình phải rải cho nó áo đều luôn hả Phấn? Cho nó đều. Chiên nó mới vừa. Ra đây bắt đầu mình chiên.
Đó, hai chiếc. Rồi tiếp tục. Rồi đây là cuốn cuốn tiếp tục nè các bạn. Cái này lần đầu tiên á, làm thử món này nên dụng hơi dụng về chút nha các bạn. Cái này tập làm thôi chứ từ trước giờ chưa có từng làm thử món này. Xong. Rồi, bây giờ mình nhúng thử vô trứng trước thôi Phấn. Nãy thì mình nhúng vô bột trước, bây giờ mình thử mình nhúng vô trứng trước rồi mình hãy nhúng vô bột coi. Có nó khác gì không nha, nó dễ làm hơn không nha. Rồi. Rồi bột rồi bắt đầu đặng mình mới bột chiên xù. Bột chiên xù. Rồi mới áo cho bột chiên xù. Thấy rằng cái độ áo đó nó có hơn không? Nếu có hơn thì mình đổi theo công đoạn. Thế hình như nó áo hơn phải không Phấn? Đúng rồi, nó áo hơn. Thôi vậy mình nhúng trứng trước đi. Rồi. Rồi, hay quá. Đây. Rồi. Rồi, tiếp tục. Rồi, tiếp tục các bạn. Cứ y như vậy mà cứ mình làm thôi. À, trải bánh bía ra, cái mặt nào nhám thì nó nằm ở trên, còn cái mặt mà nó thẳng thì nằm ở dưới. Rồi, giờ chỉ mình gấp hai bìa lại phải không Phấn? Đúng, mình gấp hai cái bìa lại. Chia như cái giò bình thường vậy thôi. Rồi chỉ khác cái nhân thôi. Đúng rồi. Mình cuộn lại. À. Hồi nãy thì mình nhúng bột trước, bây giờ hai chú cháu là nhúng vô trứng trước nè các bạn. Thấy nhúng vô trứng xong rồi qua bột thì lớp bột xù nó sẽ dính hơn. Nên thay đổi công thức tí xíu. Rồi áo bột cho nhiều nhiều Phấn ơi, đặng nó có độ kết dính Phấn ơi. Rồi, tiếp tục qua bột. Mà đúng rồi Phấn. Mình cho cái trứng trước bột sau tới cái bột này hình như nó áo nhiều hơn đó Phấn. Nó bám nhiều. Bám nhiều hơn. Dễ bám hơn. Rồi. Vậy là xong. Đâu. Rồi, tiếp tục. Rồi. Rồi mới được chỉ được có 4 chiếc thôi. Bây giờ tiếp tục đi Phấn ơi. Đây nè các bạn ơi, bây giờ chả giò là bé Phấn cũng đã cuốn xong rồi nè, cũng mất thời gian hơi lâu à. Đó. Không biết là kết quả thế nào nhưng mà hiện tại đến thời điểm này thì nhìn thấy là cũng tương đối được, cũng không có bị tệ lắm. Đó, bây giờ bột xù nó áo hết chả giò rồi đó. Bây giờ là chỉ việc bây giờ cho dầu lên chảo và bắt đầu chiên thôi. Đây các bạn, bây giờ là mình bắt đầu bật lửa lên nè, lên chảo, cho dầu vào chảo, thằng mình chiên. Đây là các bạn, bây giờ dầu bắt đầu sôi tim rồi nè. Mình sẽ dặn nhỏ lửa lại để bắt đầu cho chả giò vào chiên nha. Đây, bắt đầu vào cho vào thử, chiên thử coi thế nào. Ồ, được không Phát? Được rồi. Rồi, Phát bỏ vô đi Phát. Rồi, giờ vô chiên từ từ nè. Nè, Út dặn nhỏ lửa rồi đó. Rồi, tiếp tục cho liên tục cho hết không? Này chiên nhỏ lửa thôi chứ lớn lửa quá là nó mau khét mà trong không chín á. Phải bị sống. Thơm quá Phấn ơi. Đó, các bạn ơi, không biết ngon dở nhưng mà thấy là thơm hấp dẫn rồi đó. Chả giò trái cây. Không biết rồi thành phẩm thế nào nữa. Hồi hộp quá, lần đầu tiên làm thử. Đây các bạn, đây mình chuẩn bị sẵn một cái dĩa để đem ra nè. Hai chú cháu không có mua giấy để mà thấm dầu nên này là sử dụng bánh tráng mặn các bạn. Bánh tráng chứ nó cũng hút dầu á, nó gặp nước gặp dầu nó sẽ hút vô. Rồi hấp dẫn quá. Ngon chưa các bạn, thơm dữ lắm luôn. Trái cây đó khi mà chín rồi cái thơm phức luôn, mayonnaise với sữa nữa, thơm hơn chả giò bình thường nữa đó. Ngon quá.
Rồi nè các bạn ơi, chả giò nè, bây giờ cắt thử coi ra thế nào nha. Con Phấn nó hồi hộp, nó không dám cắt nữa. Ôi, nghe róc róc không Phấn? Ôi ôi, đây, đỏ, thanh long, vàng của xài, trắng của lê, táo, chuối nữa. Đây nè các bạn. Trời ơi, thành công rồi Phấn ơi. Quá xuất sắc. Bây giờ ra dĩa ăn thử, ăn với cái gì đây? Chấm gì? Tương ớt với mà nè hả? Nè. Ok. Trời ơi, đây nè các bạn. Quá thành công. Rất là ngon luôn. Ở trong có độ bọng nên nó giòn ha. Đó, đây nè các bạn ơi, dĩa chả giò đã ra lò, quá đẹp chưa? Cực kỳ hấp dẫn luôn. Rồi bây giờ là tới món nước chấm. Tương ớt. Không thể thiếu tương ớt. Tương ớt. Cho thêm một miếng mayonnaise vô nữa. Rồi. Thì phải đều. Đây nè các bạn ơi, chả giò đã xong rồi, chiên xong rồi, bây giờ phải đi mời thôi. Bây giờ sẽ đi mời chị ba. Coi coi, ăn thử coi món của hai chú cháu lần đầu tiên làm có ngon hay không nha. Đây, chị ba đang nhổ cải nè. Chiều tối rồi. Chị ba, biết món gì không? Trời ơi, chả giò hả? Đó, mời ăn thử coi. Nè, cầm luôn đi. Trời ơi, cái này chấm với tương ớt mayonnaise hả? Đúng rồi. Giòn phải không? Ăn thấy sao? Lần đầu tiên á làm luôn á. Ừ, ngon. Bắt chước ở trên mạng làm thử á. Nó chua chua. Nào, ở trong có gì? Có thơm. Nè, ở trong có đó trong trong nè, có xài nè. Có lê nè. À, thanh long nè. Thanh long nè, trái bơm mà trái táo đó. Chuối nữa, thơm chuối không? Thơm. Ừ, chấm vô nè coi. Ăn nó khác hơn cái chả giò bình thường phải không? Bình thường. Chả giò thịt phải không? Đúng rồi. Trời ơi, cái này một người mình ăn ít ngán hơn phải không? Nó chua chua ngọt ngọt, nó thơm hơn, ngon hơn. Thấy hai chú cháu tụi thì giỏi chưa? Ừ. Lần đầu tiên làm luôn á. Quá thành công. Nó giòn ha, ngon ha. Nè, chị ba chỉ đang nhổ cải, nhà trồng cải bán nè các bạn coi nè. Cải xanh mướt luôn chưa? Cải này là không có xịt thuốc luôn nha. Ở trong nhà lưới. Đây. Rồi, ngon không? Ngon. Mai mốt làm cho ăn nữa. Ừ. Quá hấp dẫn nha. Ăn không có ngán. Ừ. Giòn rụm luôn, ở ngoài cái lớp bột giòn rụm luôn á. Ừ. Đây nè các bạn ơi, như vậy là một dĩa chả giò trái cây đã thành công rồi đây. Mặc dù là hai chú cháu là lần đầu tiên là làm thử, nhưng mà theo nhận xét thì rất là thành công ngoài mong đợi luôn. Lớp bột ở bên ngoài á thì giòn thơm nè. Còn lớp nhân ở bên trong á hả thì chua chua ngọt ngọt của trái cây, rồi béo của sữa, rồi mayonnaise nữa. Đặc biệt là khi chấm với lại tương ớt có mayonnaise chung nữa thì cực kỳ là ngon, hấp dẫn luôn. Nếu bạn nào mà chưa từng thưởng thức món chả giò trái cây này thì hãy thử một lần làm thử coi sao nha, để coi có thành công giống như hai chú cháu của mình hay không nha. Các bạn ơi, nếu mà thấy video hay thì hãy like, đăng ký và chia sẻ video để ủng hộ kênh Món Ngon Nhà Làm nha. Và hy vọng sẽ hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.